má ơi, cứu con. Ông lại ơi, ông lại. Má ơi, má ơi, nè, cứu con má mấy ơi. Người là ai mà xông vào nhà tôi vậy? Không có chuyện của ba. Nhanh ra. Má ơi, má ơi, má, má ơi. Tao nói cho hai mày biết nha, tao thiếu nợ hai mày thì từ từ tao trả. Làm gì xô má tao? Mày cố gắng cái lộn, sao mày không có gắng trả tiền mày? Mày lấy nhà đó cho tao. Buông tao ra, tụi bay, ai, chết rồi cái tao. Cho nhà tôi thêm thời gian đi, ba tôi đang bệnh, nhà tôi không còn đồng cách nào hết á, từ từ tôi trả mà. Tập nó đi. Dừng lại. Nội, nội, nội à, nội, mấy người làm gì vậy? Thì ra quý tử Sài Gòn đây à, mày về đúng lúc rồi đó, mày lo trả tiền cho ổng kìa, ổng thiếu nợ đá banh, chạy tính xù tụi tao kìa. Ba tôi thiếu tiền các người, từ từ nha tôi sẽ trả. Mấy người tới đây đập phá như vậy được cái gì chứ? Mấy người còn làm gì nữa? Tôi báo công an đó. Báo công an? Báo công an hả mày? Mấy người làm gì vậy hả? Mày à, mày sao mày à, mày à, à, mày gì mày đâu rồi mày đâu rồi mày à, mày cái đó là gì vậy? Mình chết rồi kìa. Con mắt nào thấy tôi bả vậy? Bả từ xỉu mà thấy chưa? Thôi đi đại ca, mẹ bả đi. Má ơi, má ơi, tỉnh lại đi má. Má ơi, 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 má ơi. Nội, nội tỉnh rồi hả nội? Nội thấy trong người sao rồi nội? Má, đỡ nội dậy con. Dạ, dạ. Nội ơi, nội thấy sao rồi nội? Trời ơi, má tỉnh rồi hả má? Tôi tưởng má đi luôn rồi chứ. Thấy nó bóp cổ quá. Má ơi, má không sao đúng không má? Ừ, má đỡ nhiều rồi. Hồi nãy con bị đánh, con có sao không con? Con không sao đâu, nội đừng có lo. Sao con về giờ này vậy Khôi? Má, con chuẩn bị được một ít tiền rồi, không chần chờ được nữa đâu. Mình đưa bà nội lên thành phố trị bệnh liền đi má. Thôi con ơi, tiền bạc đâu mà cả gia đình đùm túm nhau lên thành phố, rồi bỏ nhà cho ai coi. Thôi, nội sống ở đâu thì nội chết ở đó, không có đi đâu hết đó. Nội à, nội đừng có nói vậy mà, nội đừng có bỏ con. Con cực khổ đi làm, cực khổ kiếm tiền để trị bệnh cho nội. Vậy mà nội chết rồi bỏ con hả nội? Má ơi, tôi lại má. Má làm ơn má đi với tôi lên Sài Gòn đi. Ở đây bà con hàng xóm nói tôi là bất hiếu đó. Với lại ở đây đen thui à, lên trển nhiều khi tôi đỏ hơn rồi sao? Nói chuyện tiếp đi ha. Con ơi, một mình con sao con lo nguyên gia đình cho nổi hơn con? Nội đừng có lo, cùng lắm cả nhà mình có cháo ăn cháo, có rau ăn rau, con không để cho nội chết đâu. Vô lấy đồ đi, vô lấy đồ đi. Đi liền bây giờ hả? Phải đi liền chứ, nó tới sao trốn được. Tại vì tôi canh gần chết rồi nè, lại giùm tôi cái đi bà. Nhanh lên, đi. Nội nghỉ ngơi nha nội, con vô con gom đồ cho nội nha. Chị Lệ, chị suy nghĩ kỹ chưa? Cầm số tiền này là phải làm theo thỏa thuận, và không được gặp anh Màu nữa. Đây là sự lựa chọn tốt nhất cho chị rồi. Chị phải nghĩ cho tương lai anh Màu, với cả ca mổ của mẹ chị nữa chứ. Không có số tiền này là mẹ chị không có sống nổi đâu. Chị cũng đừng có quán trách gì hết trơn á.
Ngay từ đầu á, chị không có xứng đáng danh Mậu rồi. Do chị thôi, trèo cao nó mới té đau. Với lại anh Mậu là một người nặng tình, không có dễ gì mà anh chịu chia tay với chị đâu. Cần phải làm sao cho ảnh tin chị là một kẻ bội bạc. Xong chuyện rồi á, tôi cấm chị tiếp cận với anh Mậu. Nếu mà chị làm trái lời, đừng trách sao tôi vô tình. Sài Gòn lớn lắm, đâu dễ gì gặp lại được. Mấy chục năm chắc bà cũng quên mình rồi. Sài Gòn bây giờ khác xưa quá. Ủa má, má, má lên Sài Gòn hồi nào mà má biết nó khác xưa? Không có. Tại vì má nhìn mấy cái tấm lịch mà Sài Gòn cũ đó, với má nhìn bây giờ thấy khác nhiều quá thôi. Gì hả? Tưởng má lên Sài Gòn rồi chứ. Sài Gòn rộng và lạ quá, mong là không gặp lại người cũ nữa. Ê, coi coi, mày nói có một bạn nào đến đón. Mày sao nãy giờ để cho đi bộ không vậy? Mỏi chân quá. Yếu đi, chắc sắp tới rồi. Bạn con tới rồi kìa. Ê, nó đi xe nãy hả mày? Oh, đã quá, đã quá. Giới thiệu với cả nhà, đây là Quân, bạn của con á. Dạ, con chào cả nhà. Chào cháu. Khôi à, mình đi xe buýt được rồi, con phiền bạn con chi vậy? Dạ có gì đâu mà phiền, là con chủ động muốn đón mọi người đó chứ. Với lại còn với anh Khôi là anh em với nhau không mà. Còn nhân Khôi nó biết lựa bạn chơi ghê. À bà nội con tìm được bác sĩ xịn cho bà rồi đó, bây giờ yên tâm đi khám bệnh nha. Làm phiền bà nội con quá. Dạ đâu có gì đâu, bà nội con thương con lắm. Với lại bà nội con quen nhiều bác sĩ nữa, bà nội con còn định đi gặp bác sĩ để nói chuyện nữa kìa. Cho bà gửi lời cảm ơn bà nội con nha. Khi nào mà bà khỏe rồi á, bà ghé thăm bà nội con. Dạ. Còn bạn con á, nó vừa đẹp trai mà lại dễ thương nữa. Dạ. Mọi người đói chưa? Bây giờ con đưa mọi người đi ăn nha. Gần đây có cái nhà hàng ngon lắm. Đi. À. Thôi à, bà nội cũng mệt rồi, thôi mình về đi con. Dạ. Em chở cả nhà anh về nhà được rồi nha. Dạ. Cảm ơn cháu. Vậy thôi để bữa khác mình đi. Mọi người lên xe nha. Đi nhờ. Trời ơi, mấy lành má phà phà luôn á. Mát quá. Tao ngồi trước. Ba thích, mai tôi mua cây nước đá cho ba ôm. Tại mày. Đã. Lên từ từ đi nội. Má vô đi má. Mà lạnh thiệt, đã thiệt. Má ơi. Đã quá. Let's go. Đi từ từ thôi má. Quân. Con chào bà. Quân. Nè, nãy giờ chờ có lâu không vậy? Dạ không. Bà nội. Bác, con giới thiệu với bác, đây là bà nội của con. Bà nội, đây là bác Dũng, bà của anh Khôi. Chào cô. Còn đây là bà nội của anh Khôi. Gì vậy má? Má có sao không má? Bà. Quân à, con về trước đi. Dạ thôi, để con chờ mọi người về luôn. Ở đây khám bệnh xong còn phải làm nhiều cái xét nghiệm linh tinh lắm. Con chờ ở đây một hồi sẽ chán đó, đi về trước đi. Dạ không sao đâu, để hồi mọi người xong hết rồi con chở mọi người về một lúc luôn. Vậy
để tôi đưa chị đi gặp bác sĩ nha. Tôi có quen nhiều bác sĩ lắm. Cậu với Quân ngồi đây chờ nha. À, dạ, dạ. Cảm ơn cô. Đi chị. Má đi với cậu nha. Đi đi má. Ổn rồi đó bác. Ổn. Ê nè. Dạ. Nhà vệ sinh đâu vậy? Toilet hả? Ờ. Bác đi thẳng đây, quẹo phải. À, chịu hết nổi rồi. Dạ. Chờ tao một xíu nha. Ủa, ở đây cũng có toilet. Chết rồi, sao mình chỉ đi sai vậy ta? Tại sao bà lại ở đây? Tôi cái gì? Bà nói đi. Năm xưa bà đã hứa với tôi thế nào? Tại sao bây giờ lại dám xuất hiện? Rốt cuộc là bà muốn gì hả bà Lệ? Xin lỗi bà, tôi không có ý vi phạm lời hứa với bà đâu. Vậy thì tại sao bà lại ở đây? Tại vì tôi bệnh nặng quá, bác sĩ ở dưới quê chữa không có được, nên cháu tôi nó cứ khăng khăng đưa tôi lên đây. Tôi thề với bà là tôi không có biết gì hết, tôi không có cố ý. Vậy bà tính ở đây tới chừng nào? Khám bệnh xong ngày mai tôi về liền, tôi hứa với bà. Bà hứa thì phải nhớ giữ lời đó. Ủa, sao hai bà này quen nhau ta? Dạ, bà cho gọi con. Ừ, con ngồi đi. Con biết Khôi, bạn của Quân đúng không? Bà không nhớ Khôi à? Khôi là người đã từng làm gia sư cho Quân lúc Quân còn học đại học. Khôi là sinh viên nghèo nhưng có thành tích tốt. Lúc đó bà đã thuê anh ta dạy kèm cho Quân trong thời gian không đi học được. Dạ, con chào bà. Ừ. Bà đã xem qua bảng điểm của con và rất hài lòng. Bà cũng đã tham khảo thêm ý kiến của một số giảng viên và bạn học của con. Đa số đều nói con có thái độ tốt, cư xử chừng mực. Dạ. Nếu con cảm thấy bà tìm hiểu về con kỹ như vậy con hơi phiền thì cho bà xin lỗi nha. Dạ, không có gì đâu bà. Ừ. Người mà con sẽ dạy kèm là cháu nội của bà. Nó tên là Quân. Vì từ nhỏ sức khỏe của nó không được tốt cho nên theo học không đều đặn, bài vở thì cái được cái mất. Bà hy vọng là con có thể giúp nó bổ sung bài học cũng như là cải thiện thành tích. Nếu kết quả tốt, bà sẽ thưởng cho con đúng với công sức mà con đã bỏ ra. Dạ, con sẽ cố gắng hết sức. Nội ơi, bà nội. Nội, nội cho con mượn lại cái thẻ của nội đi. Trời ơi, con mới vừa lấy thẻ của nội xài một đống tiền, bây giờ con mượn lại cái gì nữa? Tại vì nhóm con chuẩn bị thi đấu rồi, phải có tiền mua vật phẩm mới thắng được. Nội giúp con nha, cho con mượn lại đi. Trời đất, lại nữa hả? Dạ. Nội đã nói với con biết bao nhiêu lần rồi, ông nội mà biết con phung phí tiền vô mấy cái game giết này á thì thẻ của bà nội không bị cắt luôn đó, con biết chưa? À, vậy bây giờ nếu như bà nội không nói thì làm sao ông nội biết được? Dẹp hết mấy cái game giết này đi, chuẩn bị học hành nè. Bữa nay nội có thuê gia sư tới dạy kèm cho con rồi đó. Ủa? Chào em. Anh Khôi. Con cũng biết anh Khôi nữa hả? Dạ biết chứ. Anh học giỏi có tiếng trong trường con đó nội. Mà còn tử tế nữa. Vậy hả? Vậy thì phải ráng mà noi gương anh, học hành cho tốt đó nha. Nhờ có Khôi mà Quân mới tốt nghiệp đại học một cách thuận lợi. Chỉ là chưa bỏ được game thôi. Suốt từ hồi đại học tới bây giờ, tại sao thằng Quân vẫn nhiệt tình giúp đỡ thằng Khôi vậy? Dạ, mấy năm nay hai người họ vẫn chơi thân với nhau. Quân cũng hay nhắc với con về Khôi lắm. Không ngờ thế giới này là nhỏ bé như vậy. Dạ. À, không có gì.
Thằng nhóc đó có mưu đồ gì không biết. Bao nhiêu người không chơi, lại nhất định phải là thằng Quân. Con giúp bà tìm hiểu thêm cho cậu ta nha. Dạ, con biết rồi. Con xin phép. Cảm ơn cô. Cô cảm ơn con nhiều nha. Cô đừng có hết sáo. Anh Khổ cũng như anh trai con vậy mà. Má, má mệt. Con đưa má vô nghỉ nha. Cho ngồi chơi nha. Dạ, bà vô nghỉ ngơi đi. Con ngồi chơi hả? Dạ. Quân ơi, chú có một chuyện tính tính nhờ con một chút được không? Dạ, chuyện gì chú nói đi. Hôm rày chú lo thuốc thang cho bà nội con Khôi. Tiền nhiều quá, cho nên là chú cũng hơi kẹt. Chú tính mượn con ít tiền để mà mua thuốc đợt sau cho bà nội con Khôi được không con? Dạ được chứ, chú cần bao nhiêu? Cũng ít thôi, 40 triệu. Bây giờ con không có tiền mặt ở đây. Để con về nhà con chuyển khoản cho anh Khôi. Anh Khôi đưa cho chú nha. Thôi. Con đừng có chuyển khoản qua cho thằng Khôi. Không phải gì, chú thấy nó lo lắng tội nghiệp nó quá. Nó mà biết được cái chuyện này, nó lo lắng thêm nữa. Không mấy để chú tự lo xoay sở cái việc này được rồi con. Đừng có cho thằng Khôi biết tội nghiệp nó lắm. Đúng rồi, giới tính anh Khôi, đưa tiền chưa chắc anh chịu lấy nữa. Đúng rồi. Thôi bây giờ chú cho con số tài khoản đi, còn chuyển khoản cho chú luôn. Đó, tài khoản là gì? Chú có tài khoản ngân hàng hả? Biết gì đâu. Vậy thôi, để con đi rút rồi mang qua đây cho chú. Thôi khỏi đi. Không mấy giờ về nè. Con rút tiền đi. Xong rồi con đem tiền của con về nhà. Xong rồi con cho chú cái địa chỉ nhà con á. Có gì chú vào bệnh chú lấy, khỏi làm phiền con, mất công con lắm. Dạ, vậy cũng được. Vậy đi ha. Dạ. Cảm ơn con trước nha. Dạ không có gì đâu. Vì phía sau cơn mưa cầu vồng sẽ tới. Ngày tháng trôi đi nhanh, muộn phiền ta sẽ rồi vơi.